Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Bình thường khi bạn mua những cái chiếc điện thoại hàng chính hãng ấy, thì chúng ta sẽ được nhận rất là nhiều quà. Đấy. Tuy nhiên khi các bạn mua hàng tại một số những cái cửa hàng khác ấy, thì họ sẽ có một cái chương trình đấy là chúng ta không nhận quà thì chúng ta sẽ được trừ thẳng trực tiếp vào tiền. Đấy. Ví dụ như một bộ quà trị giá là khoảng 4-5 triệu chẳng hạn thì có thể họ sẽ trừ tiền cho các bạn khoảng vài ba triệu. Đấy, kiểu như vậy. Để cho các bạn có thể mua được cái sản phẩm điện thoại đó với một mức giá rẻ nhất có thể. Thế vậy thì những cái bộ quà đó sau này nó đi đâu? Đấy, thì cũng đơn giản thôi. Sau này thì các cửa hàng cũng sẽ phải thanh lý những bộ quà như thế này thôi. Đấy, và ở đây thì mình có một cái bộ quà của chiếc điện thoại Samsung Galaxy Z7 Prime. Bộ quà phía sau đây, Samsung Galaxy Z7 Prime, chúng ta nhìn thấy rất là rõ ràng. Bộ quà này là cái sự kết hợp giữa Samsung và Viettel Store. Các bạn có thể thấy chữ Viettel Store ở trên này rất là dễ dàng đây. Đấy, nhìn rất rõ luôn đúng không nào? Và tổng cả cái bộ quà này chỉ có mức giá là khoảng 269.000 đồng mà thôi. Trời ơi, 269.000 đồng. Và mức giá đó là mức giá đã bao gồm cả tiền ship cả cái bộ quà này đi cho các bạn. Các bạn biết là bộ quà nó lớn như thế này mà ship đi chắc cũng phải mất 4-50, thậm chí là 5-60 luôn ấy. Đấy. Vậy thì bộ quà này nó sẽ có những gì, mình sẽ nói luôn cho các bạn luôn. Đấy, đầu tiên đây là mình thích nhất là cái này này. Đấy, cái này về là nghịch ngợm là được nhé. Đấy, đây. Cái lens cho điện thoại và nó có thể giúp cho điện thoại chúng ta chụp ảnh góc rộng được. Ví dụ như là bây giờ chỉ có mỗi iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max thôi. Nghĩa là chỉ có iPhone mới nhất thì mới có camera góc rộng. Còn những iPhone khác là không có camera góc rộng. Đấy, ví dụ như iPhone 7 của mình chẳng hạn này là không có camera góc rộng. Thì cái này là cứu iPhone 7 của mình rồi. Đấy, mình nói luôn, đấy là lắp vào ấy. Chụp là gọi là chụp cho vui thôi. Đấy, đây thì nó sẽ có một cái lens 180 độ như này. Và một cái lens góc rộng 150 độ nữa để cho các bạn có thể xem được. Đấy, mình sẽ thử lắp cái lens 180 độ này vào nhé. Nhìn cho nó to này. Đây, chúng ta sẽ xoáy vào trong cái kẹp này này. Xoáy rất là dễ thôi. Đây, chúng ta sẽ xoáy vào như thế này. Và tại sao mình nói là cái lens này nó phù hợp nhất với cả iPhone? Bởi vì là cơ bản là camera của iPhone nó rất là lồi. Thì ở chỗ này nó có phần nó lõm vào này. Nó sẽ vừa khít với cả cái camera của iPhone của mình. Đấy, nhưng mà kể cả mình lắp với cả cái Android hoàn toàn thoải mái nhé. Lát nữa thôi mình sẽ lắp với cả cái Oppo Reno 10X Zoom này của mình. Để mình chụp thử cho các bạn vài bức xem như thế nào. Đấy, đây, mình đưa vào đây. Mình chụp thì nó sẽ rất là to luôn. Đây, mình sẽ bật lên để cho các bạn xem. Đó, các bạn nhìn này. Không biết các bạn có nhìn rõ không? Đấy, mặt mình như này. Đây, mình phải để cái đấy, để này nhìn thấy rõ này. Các thấy không? Có nhìn mặt mình không? Không biết các bạn nhìn mặt mình nhỉ? Ồ. Đấy. Rồi, đấy là cái thứ nhất. Chúng ta cũng thể đổi lens nhá. Đây, chúng ta tháo ra rất là dễ thôi. Đây, tháo này ra. Đấy, đổi một cái lens khác nó bé hơn đi. Đấy, cho cái lens này vào đi. Nếu mà với một cái bộ quà như này thì cái lens này không biết là họ có bán rời không, nhưng mình nghĩ chắc không bán rời đâu, chỉ bán cả bộ đấy. Đấy, hơn 100.000 bạc. Tính ra nếu mà tính lẻ, hơn 100.000 bạc là đã có cả một bộ lens, hai lens luôn nhá các bạn nhá. Bình thường cái lens cái này mà các bạn mua mà muốn nghịch ngợm cũng phải 600-700.000 đấy. Đây, mình sẽ để vào Oppo này đây. Hoàn toàn bình thường, chụp ảnh bình thường luôn. Đây, mình sẽ bật lên luôn cho các bạn xem luôn. À đây, nó bị vướng ở trên này. Đây, bật cái này lên. Đó, nó kẹp vào đây. Ấy, ngon nghẻ luôn. Các bạn nhìn được không? Đấy. Này, cho các bạn nhìn nhá. Oppo này. Đấy. Rồi. Nói sơ sơ như vậy cho các bạn thôi. Như vậy là cái này có thể là cái cứu cánh cho những chiếc điện thoại nào mà không có góc rộng. Mình cũng nói luôn, đấy là góc rộng của cái này chụp ảnh nó rất là bình thường. Nhưng mà cơ bản là chúng ta về chúng ta quay phim rồi chúng ta chụp ảnh ngày Tết để cho nó vui vẻ là chính thôi. Đấy, đấy là mình nói luôn, nó mang tính chất là vui vẻ thôi. Đấy, tiếp theo nữa nào. Chúng ta sẽ có thêm cả tai nghe Bluetooth Remax nữa. Đây, tai nghe này là loại tai nghe Bluetooth nhưng mà có dây nhá. Ví dụ cái dây như này chúng ta đeo vào thì nó sẽ giữ được ở cho tai chúng ta dễ hơn. Ở trên tai này thì chúng ta cũng sẽ có những nút, ví dụ như nút nghe điện thoại này. Đấy, rồi là có cả cổng sạc ở đây này. Đấy, rồi là chúng ta sẽ có thêm cả nút tăng giảm âm lượng các thứ ở đây nữa. Đấy, và tai nghe Bluetooth thì sẽ phù hợp với những chiếc điện thoại nào mà kiểu như cái iPhone của mình thì nó không có jack cắm tai nghe 3.5mm mà phải cắm qua cái cổng Lightning thì nó rất là phiền phức, thì thôi mình mua cái tai nghe Bluetooth cũng được. Đấy, để mình xem là cái giá bán của cái tai nghe Bluetooth này là bao nhiêu nhá. Đây, nguyên cái giá của cái tai nghe Bluetooth này nó đã trị giá là khoảng 300.000, là lớn hơn cả cái bộ quà này rồi. Đấy, cái tai nghe Bluetooth này thì có thể nghe nhạc trong khoảng 3.5 giờ, có kết nối Bluetooth 4.1, kết nối khoảng cách lên tận 10m, đấy, kiểu như vậy. Rồi, và cuối cùng là chúng ta sẽ có cái gì đây? Chúng ta sẽ có một cái gậy selfie nữa. Một gậy selfie như thế này. Cũng của Remax luôn. Gậy selfie như thế này thì mình thấy là nó sẽ phù hợp với cả những cái nào mà nó có cái jack cắm 3.5 ấy. Đấy, chứ còn điện thoại
cả hai cái điện thoại này của mình thì đều không có jack cắm tai nghe 3.5, vậy là mình bắt buộc mình phải dùng một cái đầu chuyển sang rồi. Nhưng mà điện thoại nào mà có jack cắm tai nghe 3.5 thì rất là phù hợp. Đấy, thì chúng ta sẽ để điện thoại vào như này thôi, đơn giản thôi, kéo lên như này. Thì chủ yếu là nó kết nối với cả nút tăng giảm âm lượng để nó chụp ảnh thôi mà. Đấy, còn nếu mà chúng ta muốn chụp ảnh với camera sau nhá thì cũng rất là dễ dàng này. Chúng ta đưa cái này lên này, đấy, selfie với camera sau. Thì ở phía sau này nó có một cái gương cầu lồi. Nó hình đúng rồi, một cái gương cầu lồi sáng bóng lên luôn để chúng ta có thể nhìn được là chúng ta nhìn vào đây thì nó sẽ như thế nào. Đấy, cũng là một điểm rất là hay. Đây có gương cầu lồi phía sau này. Đó, ấn thì ấn nút chụp là ấn ở đây. Đấy, và có thể kéo dài, kéo giãn ra. Đấy, kéo dài nữa như này. Đấy, gậy selfie. Chủ yếu là chúng ta sẽ sử dụng khi nào mà chúng ta cảm thấy là tay của chúng ta nó hơi ngắn và góc chụp nó hơi hẹp thì chúng ta sẽ sử dụng gậy selfie. Đấy, tất cả những cái món này, đây, hai cái lens cộng thêm một tai nghe Bluetooth, cộng thêm cả một cái gậy selfie này nữa, chỉ có mức giá là 269.000 và đã bao gồm cái chi phí ship cho các bạn nữa. Đấy, và thậm chí này, các bạn nhìn này, ở bên trong hộp này nữa này, họ rất là đầy đủ khi mà trang bị luôn cả các cái nút tai này nhá, các cái nút tai cho các bạn luôn, và cả lắp len nữa này. Đây, các bạn nhìn này, cả lắp len này nữa để cho nó đỡ bị xước, rất đầy đủ luôn một hộp phụ kiện như này. Các bạn cảm thấy sao? Và tất cả những thông tin về việc đặt hàng những cái mẫu phụ kiện này như thế nào mình đã để ngay phía dưới phần mô tả của video này rồi. Các bạn có thể kích trực tiếp vào để mua hàng nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.